Hello, Kim xin chào tất cả quý vị, cô chú, anh chị em trên toàn thế giới, trong nước cũng như là ngoài nước. Lời đầu tiên, Kim xin chúc cho quý vị, cô chú, anh chị em được một buổi tối vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình nha. Và cái nội dung ngày hôm nay thì Kim cũng xin chia sẻ cho quý vị về cái vấn đề của tín dụng và vi chai. À, quý vị, thật sự nghe nghe những cái vấn đề mà Tiến Dũng chia sẻ đó các bạn, Kim cảm thấy là rất là khó chịu. Bởi vì sao? Một con người không thể nào control cái bản thân của mình. Đó quý vị. Nói về cái chuyện mà giá đô, đưa ra cái giá đô rồi đưa ra cái bản vẽ của Thiền A Minh Bờ Vũ Trụ, từ cái lúc khởi công có kích thước trên sân thượng là 64 mét vuông và trong bản chiếc tính tiền là 150 mét vuông. Thì tôi thấy nó hơn gấp rưỡi. Đây là một cái sự mà mua trâu dẻ bóng, đúng không quý vị? Tại sao tôi nói là mua trâu dẻ bóng? Bởi vì cái chuyện ở Việt Nam mà bây giờ đem những cái so sánh ở nước Mỹ ra để mà nói. Mà ở đây Kim thấy nó có một cái điều cũng rất là không công tâm trong cái vấn đề này quý vị nha. Không công tâm. Bởi vì sao? Nếu mà công tâm á thì ở đây nó có nhiều cái dấu chấm để cho chúng ta suy nghĩ ha. Kim nói ví dụ như là đô thì đã từ lâu thị giá của đô nó nằm tầm khoảng chừng 21, có khi lên tới 22, 22 năm, 22 7 rồi lên tới 23 đó. Thì trong cái lúc này á, theo tình hình chiến tranh thì rõ ràng là đồng đô nó đã lên, nó lên tới mức cái giá, nhưng mà bây giờ 23 mấy, chưa được 24. Vậy mà tính ra đô 25 đó quý vị. Hiện thời thì bây giờ cái đồng euro nó là trị giá 25 mấy, gần 26 các bạn. 25 ba 400, 25 500 cỡ đó đó quý vị. Nhưng ở đây không phải là Kim đưa ra để mà Kim thị giá về cái đồng đô và cái đồng đô la hoặc là như thế nào, Kim không có cái hàm ý gì cả. Nhưng mà cái hàm ý ở đây á là tại sao phải nói thêm nói bớt. Còn cả một cái sân thượng của người ta như vậy từ trước ra tới đằng sau đó mà tính làm sao mà 64 mét vuông, cả cái nhà của Thiền Am như vậy mà tính cái sân thượng có 64 mét vuông là sao? Qua cái sự việc như thế này thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là một cái con người này không có một cái sự là công tâm, không có cái chí công vô tư trong cái vấn đề này, mà đưa cái vấn đề này lên đây để mà chụp mũ. Quý vị nghe cho kỹ ở cái vấn đề này nha quý vị nha. Đó, quý vị thấy có đúng hay là không? Xin mời cả nhà cùng lắng nghe ha. Rồi, cảm ơn chào tất cả quý vị. Bài này Dũng cũng chưa hát cho bao giờ. Nhưng mà sẵn thấy Ngọc Tâm Trần, Vũ Trần, Wendy, Trương qua Mỹ còn nhỏ ha. Tú An tình yêu cuộc sống, Marie mến chào Ngọc Tâm, Phan Thương Thương. Còn Ngọc Tâm Trần rất là thành công ở bên Hàn Quốc nha quý vị. Và cô cũng gửi tiền về làm từ thiện giúp cho mảnh đời khó khăn ngay tại quê nhà nha quý vị. Đại Ngờ, Đại Ngô, Tấn Hoàng, Mỹ Phụng, Vlog, hai Mỹ Phụng. Chào anh Tiến Dũng, theo chồng ra nước ngoài là bị bán ra nước ngoài, là ở đợ và đi làm thuê sang hàng mắc ở chợ. Sao tôi không dám dùng từ này, sợ hờ mờ ở Việt Nam làm chủ. Đương nhiên là mỗi những người có những cái quan điểm khác nhau. Ví dụ như ai đó Mỹ Phụng một thì Mỹ Phụng tán Mỹ Phụng cái, Mỹ Phụng tán lại hai cái, mà bất kể tán lại cái ví dụ vậy. Nhưng mà sau này Mỹ Phụng hay là tôi nói cho Tiến Dũng nghe như thế này nè, cái con Mỹ Phụng mà Tiến Dũng cho nó là một con người mà kiểu giống như là tán người ta một cái. À, người ta tán một cái thì nó tán lại hai cái. Tôi nói thật, nó chỉ giỏi trong cái vấn đề ăn nói tục tĩu thô lỗ. Cái loại văn hóa của nó là cái loại văn hóa rác rưởi, nghe tôi nói nè nha. Mà bây giờ Tiến Dũng đem con Mỹ Phụng lên, Tiến Dũng khen nó ha. À, tôi hỏi cậu cho bây giờ cậu khen nó, cậu cậu được cái gì? Có nghĩa rằng là cậu bỏ ra một lời khen để cho nó chửi mướn giùm cậu, đúng không? Chứ còn cái con này mà giá trị gì mà cậu nói người ta tán nó một cái, nó tán hai cái. À, thậm chí mà người ta không thèm nói cái bản mặt của nó. Người ta không thèm nói tới cái tên của nó. Là bởi vì sao? Nó không đáng. Cái mặt nó ná bắn không trúng mà. Có cần gì đâu mà phải nói chuyện với nó. Bởi vì nói chuyện với con người á, mà ăn nói lịch sự đàng hoàng á, thì người ta nói. Còn nói chuyện với một con người á, hả, mà cong đuôi chửi hết người này tới người kia, cố gắng moi móc ở đâu những cái ngôn từ từ dưới bùn sau đem lên rửa sạch bỏ vô miệng mình phun ra thì có cái gì để mà đáng cho người ta phải sợ? Có cái gì mà đáng cho người ta phải sợ mà nói là người tán người nó một cái, nó tán lại hai cái?
nó tán lại mấy cái mà kệ nó. Tại vì sao? Nó không đáng để cho chúng tôi phải quan tâm. Một cái con này á, thật sự mà nói là nó là cái loại bộ hung bộ cạp chứ đâu phải là con người. À, nếu là con người thì đâu có ăn đằng sống nói đằng gió như vậy. Nếu là con người thì đâu có lựa những cái từ ngữ xấu xa dơ giấy bẩn thỉu mà từ dưới cái đáy thùng rác moi lên để mà đưa ra để mà nói. Hả? Nếu là con người thì nó đâu có moi những cái từ ngữ dơ giấy đó nó bỏ trong miệng nó để ra nó nói đâu, đúng không? Cho nên từ chỗ đó đó đừng có bao giờ vội khen cái Tiến Dũng. À. Thậm chí mà đi ngủ với chồng mình chụp hình đưa lên rồi dán hình người ta lên. Sao con người không biết nhục, đúng không? Mà tôi thấy là bây giờ Tiến Dũng khen cái thật sự ra trên cái công gian mạng này chả có cái người nào mà chí công vô tư, đừng có nói tới cái đám lót dép ngồi nó nghe thì tôi cũng nói rồi. Nhưng mà không có một cái gọi loại người nào đàng hoàng tử tế, lịch sự, đó, có trí thức, kiến thức rõ ràng. Chưa có một cái người nào mở miệng ra khen nó hết cả. Chỉ có cái loại mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì là lúc đó nó mới đem ra nó khen mà thôi, đúng không? Đó. Có cái gì đâu để mà khen. Tôi nói ví dụ như là một con người thông minh đỉnh đạt. Đó. Ăn một đội nói một lời, nói chuyện ra người ta nghe được cái lỗ tai người ta. Đó. Và bao nhiêu người, người ta có thể rằng là người ta ủng hộ bởi vì cái tiếng nói nó có trọng lượng và nó sạch sẽ. Cái điều quan trọng là phải sạch sẽ nha. Còn tôi thấy từ trên xuống dưới, từ trước ra đằng sau, từ trái sang phải, ha, mà ngay cái người mà đầu đàn á, là người ta nói là dịch một đàn thì phải có một con đầu đàn, đúng không? Đó, thì có thím sáu đầu đàn và thím sáu ăn nói như vậy thì làm sao mà cái loại em út và cà na xím mũi, cốc ổi cà na xím mũi như thế này nó ăn nói nghe được đâu. Nhìn kỹ lại thôi, nhìn kỹ lại hết đi. Có một cái con người nào mà nói chuyện đàng hoàng lịch sự không? Không có. Hồi trước thì có thằng Thành Bo, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng bây giờ nó cũng biến tất rồi. Thì có còn người nào để mà nói nữa đâu. Bây giờ nó kêu người ta là ông này bà nọ la liếm rồi bành thị lò xo rồi thế này thế kia thế nọ. Nó đâu còn là cái chất con người đàng hoàng lịch sự nữa. Đó, tôi nói như vậy đó. Mà đem Mỹ Phụng ra mà khen. Thì tôi nói chỉ là có cái loại mà ngưu tầm mưu, mã tầm mã nó mới khen như vậy thôi. Còn thực sự ra không có ai mà ủng hộ những cái điều này đâu, đúng không? Bây giờ tôi nói đến cái con mà cái con vi cái. Nha. Số tiền mày cho Phan Phát, con của Phan Phát á, cho tiền phúng điếu đó, nói vậy cho dễ nghe mà nó đúng nữa, nó vuông gốc tròn trịa luôn để dễ nghe ha. Là cái số tiền phúng điếu đó 200 đô là đổi ra được á là 4 triệu 6 mấy chục đó. À, đó đó. Thì tại trong cái thời điểm đó và chính bây giờ tiền đồng đô cũng lúc lên lúc xuống. Nó không có quan trọng, nhưng mà nếu nói mà 5 triệu thì không có. 200 euro mới được 5 triệu mấy. Đó. Hồi sáng này tôi gửi tiền về Việt Nam là 200 đô nó thị giá ra là 5 triệu 580 ngàn. Đó. Thì cái chuyện mà bây giờ mà nói tiền đô thì tiền đô nó lúc lên lúc xuống. Thì bây giờ nó tính theo đô thì lúc lên lúc xuống thì mà người ta tính theo thị giá tùy theo thời điểm, đúng không? Vậy mà cũng đem ra nói được. Cân nhắc lên từng cm. Tôi thấy nó nhục vô cùng. Như vậy mà tại làm sao lại các người lên tiếng là không đòi. Mà nếu không đòi, đã nói cái tiếng không đòi mà bây giờ còn tính ra là hơn thiệt trong cái giá đô. Mà giá đô là thường thường nó chênh lệch theo thời điểm. Như vậy mà cũng còn đem ra mà phân tích được thì tôi chịu thua các người rồi. Tôi nói thật. Vì các người là cái loại gì? Tôi những tưởng rằng chỉ là một cái thứ sâu bọ học làm người mà thôi. Ha. Làm ăn tính toán giỏi ghê luôn. Ha. Đến nỗi mà từ cái nóc nhà của, từ cái sân thượng của Thiền Am bên bờ vũ trụ ở Việt Nam nó bao nhiêu carat mét à? Nó bao nhiêu mét vuông? Mà tính sao còn 64 mét vuông vậy? Tính sao hay vậy? Đó. Mà rồi bây giờ là cái thị giá tính theo, rốt cuộc cuối cùng tính tiền đô á, thì giá 25 là không bao giờ có. Chưa bao giờ có, bây giờ cũng chưa có. Đó. À. Rồi bây giờ là tính cái mét vuông á, nó nhỏ lại, nó ít lại. Mục đích của các người là gì đây? Tôi hỏi các người, mục đích của các người là cái gì đây? Có phải là bây giờ muốn cho rằng là cái chuyện này là bên phía thi công hoặc là những cái người mà làm cầm cái đồng tiền này lo, những người Thiền Am hoặc là luật sư Thanh Trần hoặc là Hồng Sơn hoặc là cô Mai là ăn xén ăn bớt, đúng không?
chứ tính cái kiểu gì kỳ vậy, học bao nhiêu rồi, học lớp nào rồi mà tính hay quá vậy ta. Nếu có giấy tờ, nếu Tiến Dũng nó có giấy tờ cái phần nhà, cái phần nền đó, bản vẽ của Thiền Am bên bờ vũ trụ, thì tại sao tính kiểu kỳ cục vậy? Không lẽ bây giờ trời nắng nó co lại, mùa đông thì nó nở ra đó, mà ở Mỹ trời lạnh thì làm gì có cái chuyện mà nó co lại, phải không? Nếu mà tính theo cái tỷ lệ mà vật lý thì nói chung rằng là trời nắng thì nó sẽ co lại, mà trời lạnh thì nó nở, giãn nở ra. Cái đó là gọi là tính theo gỗ, đúng không Tiến Dũng? À, mà bây giờ đem tính cái chuyện này mà đem mà tính ra như vậy là tôi thấy con người anh cả một cái trời âm mưu đen tối, chụp mũ du khống để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cái sự mà gian dối của phía bên này, đúng không? Ừ, cho thấy cái sự gian dối. Nhưng mà ở đây anh show ra như vậy thì chưa thấy cái sự gian dối của người ta đâu, nhưng thấy cái sự không thành thật ở cái bản chất con người anh. Tôi thấy rõ ràng chưa, đúng không? Đó, còn cái con Mỹ Phụng anh đừng có đem ra anh nói ở đây. Cái con này là cái mặt nó ná bắn trúng, cái con này là cái loại mà coi như là tận cùng của thế giới rồi, tận cùng. Tại vì những cái lời nó nói là nó móc từ dưới đáy thùng rác lên, nó thả vô trong miệng, nó nuốt rồi nó nhổ, nó phun ra. Thì có cái gì mà sạch sẽ đâu mà đem nó lên ca tụng. Đó. Tát nó một cái, nó tát lại hai cái, những cái tát của nó đó. Tôi nói thật với anh, nó hình như là bên cái nhóm anh nó cần. À, tại vì tôi thấy ai cũng sử dụng những cái từ ngữ nó không có giống ai. Anh coi, anh ngồi anh lật hết những cái video của con Mỹ Phụng ra, anh nói từng ly từng tí một, thử coi, thử coi nó là một cái con người dùng một cái ngôn từ như thế nào, cái văn hóa của nó là một cái văn hóa dơ giấy rác rưởi bẩn thỉu đó, từ dưới đáy thùng rác nó móc lên chứ nó phun ra những cái lời nói đó. Người ta nói ngậm máu phun người dơ miệng mình, Tiến Dũng. Cho nên những cái gì anh nói thì hãy chậm một chút lại, ngồi nghĩ thử coi là nói ra như vậy đúng hay sai. Từ cái chỗ mình du khống chụp mũ cho người ta nhiều quá, thì cho đến một cái lúc nào đó là giọt nước tràn ly, thì người ta sẽ quay đầu trở lại để mà chống lại mình. Người ta nói con chó mà dồn nó vô chân tường thì nó sẽ cắn lại thôi, đó là cái chuyện bình thường. Các người ngày nào cũng lên cũng chửi Hồng Sơn và Thanh Trần, thì tôi hỏi thử cái từ mà Tiến Dũng nói là để cho con Mỹ Phụng đó, nó để cho người ta lên người ta chửi kiếm cơm đi, xin lỗi luôn, cái mặt nó chổng khung, nó chửi ngày này qua ngày nọ là để nó kiếm cơm đó. Bây giờ cái tiệm nail của ế chảy nước luôn, đâu có tiền đâu, thì không bán vô cái kênh YouTube này á, lên chổng khu chửi người ta cho nhiều đặng cho có tiền, không có, đúng không? Để cho người ta bên cái nhóm mà ủng hộ tung hô nó cho tiền super chat, đúng không? Tôi nói có đúng không? Cho nên mới cả chổng khu chửi chứ, nên không phải cố tình kiếm cơm thì đâu có chổng khu mà chửi cái kiểu đó được, đúng không? Đó là một chuyện. Người làm mà tát xong mình rút cái tay mình nó dơ đó thì đừng tát, chỉ nhìn xuống rồi mỉm cười cái rồi bỏ đi thôi. Thì so ra đi, Mỹ Phụng rồi Ngọc Tâm Trần rồi cũng có nhiều rồi, xung quanh thì cũng có đầy đủ rồi. Rồi nghe Mỹ Phụng nó cũng cầm cái passport đi khắp thế giới rồi, còn những cái người kia thì người ta... Rồi còn cái chuyện mà bây giờ ở nước ngoài đi khắp thế giới là chuyện bình thường. Tôi là năm nào tôi cũng đi Việt Nam nè. Đó. Rồi tôi cũng đi khắp thế giới, hết hết nước này tới nước kia, tôi hai chồng tôi đi chơi rồi. Có chuyện gì để mà nói? Cái chuyện đó nói là cái chuyện bình thường. Ở bên này mà nói chi ba cái chuyện đó. Chỗ ở Việt Nam nói thì người ta còn, ví dụ như người ta đi xuất cảnh rồi nước ngoài còn khó khăn, chứ còn bên này xách cái bát đi đến đầu này, hết nước này tới nước kia bình thường, đâu có vấn đề gì khó khăn đâu. Nói vậy mà cũng nói làm gì cho nó tốn nước miếng ta. Từ những cái thành phần nào đó trong xã hội, người ta ngồi đó người ta rong rong lên, người ta cứ chửi chửi gì thì Mỹ Phụng giờ có nên không nha. Giống như Dũng, anh Dũng không dám nói Dũng hay, nhưng mà thì thí dụ mà có khiều qua khiều lại thì cỡ có học gì hạ thiết gì đó, luật lý gì đó. Nói mẹ nó ra đi, bây giờ có đập thì đập luật sư Thanh Trần và Hồng Sơn thôi, nói đại gì chứ thạc thét là luật lét gì, nói vậy làm gì. Tôi nói thật với Tiến Dũng, một con người mà như ông á, tôi nói thật, không có một cái cửa nào, không có giá trị gì ở trong cái drama Thiền Am này cả. May đâu mà trước kia làm tốt cho Thiền Am mà có người người ta ủng hộ. Thực sự mà nói là bây giờ cái đám ủng hộ ông á là toàn bộ là cái đám mà coi như là đầu óc tàu hũ không ở trong đó đó. Đó. Chứ không có mà biết phân tích nặng nhẹ, không biết phân tích phải trái gì đâu. Một cái con người họ mà gọi là đầu đầu sỏ rồi đó. Một bài đứng trước một cái bầy dịch rồi đó. Thì mình là đầu con dịch đầu đàn rồi, sao nói kỳ vậy thím? Sao ăn nói làm sao cho nghe cho hợp lý chứ đó. Chứ bây giờ biểu cái binh tôm tướng tép, nó chửi là nó chửi cái loại mà thọt thiết gì đó rồi luật liếc gì đó là sao? Nói mẹ nó dám nói ra đi. À, phải chửi cái loại mà chửi luật sư Thanh Trần Hồng Sơn nè, chửi vậy đó, nói mẹ nó đi chứ thọt thiết luật liếc gì.
Tại sao mà con người mà luôn luôn lúc nào cũng dùng cái trò ném đá dấu tay vậy hả? Nói ra rồi mà cũng còn ngậm lại là sao? Ngậm lại để lát rình rình người ta ngó ngơ rồi ném người ta đúng không? À đây cả nhà nghe nè, Dũng chưa bao giờ gọi quỹ nào cho Thiền Am đó, toàn là quý vị mua USB thì có, Dũng chưa có quỹ nào gọi là giúp Thiền Am nha, toàn là quý vị gọi tới. À bây giờ lại chạy chữa đúng không? Cái quỷ thầy vắng nhà là cái gì hả Tiến Dũng? Cái quỷ dạy trai là cái gì hả Tiến Dũng? Đó, cái quỷ GoFundMe là cái gì hả Tiến Dũng? Đó, mà tại sao bây giờ nói không bao giờ gọi quỷ là sao? Rồi bây giờ còn cái quỷ mà Children Food nữa nè, đó. Thì cái đó nghe đồn là có giấy tờ thì ok. Nhưng mà bây giờ những cái quỹ hồi trước tới bây giờ mở ra như vậy rồi người ta góp vô trong đó bao nhiêu tiền bây giờ chạy chối đúng không? Cho nên rằng là trước kia thì thừa nhận nhưng mà bây giờ thì chối đúng không? Ai đặt ra cái quỹ dạy trai nói nghe coi đó, ai đặt ra cái quỹ thầy vắng nhà nói nghe coi đó, rồi ai đặt ra cái quỹ chống thấm nữa Tiến Dũng quên rồi hay sao đó, ai đặt ra có phải là Tiến Dũng không, quên rồi đúng không? À vậy mà bây giờ nói chưa bao giờ gọi quỹ nào cho Thiền Am, toàn là quý vị mua USB thì có, Dũng chưa có quỹ nào gọi là giúp Thiền Am nha, toàn là quý vị gọi tới. À, gọi tới thì sao, là kêu quỹ đúng không? À là kêu quỹ, mà gọi quỹ là có tiền. Chẳng hạn như bây giờ cái quỹ mới vừa mở ra đây nè, cái quỹ Hồng Phúc đó lấy tên của Phan Phát đặt, còn hỏi Phan Phát có hay không Phan Phát nữa đó, anh đừng có coi thường. Bây giờ nói tới pháp luật anh chạy chối đúng không? Ha, nghe này cả nhà nha. Rồi cảm ơn Tuan đây nha, gửi gửi cho anh những cái phấn mà để chống, nhìn thấy giống như là chống hói quý vị. Rồi ok thì quý vị giúp Dũng bấm đăng ký hoặc là kêu gọi người nhà người thân đăng ký cái kênh của Dũng nha. Bao giờ gọi cái quỹ nào cho Thiện Em, Tuan là quý vị mua USB thì có, cái đó là bán buôn hoặc là quý vị trao tặng. Dũng chưa có một cái quỹ nào gọi là để giúp Thiện Em nha, và quý vị có tự tìm tới để gửi Dũng, và Dũng đã nói rất là nhiều lần, có nhiều Dũng đã cho số của Hồng Lan, của Ly gửi tiền lẻ, của Lê gửi tiền lẻ cho tài khoản của cô phòng Kim Xuân, rồi Dũng cho nó chỉ nhận của Dũng cho các cô các bác nào mở xa không biết cách gửi đi thế nào, không biết Zelle, không biết chuyển khoản thì Dũng nhận Dũng, và Dũng đều báo cho ở phía bên Tiền Ngang hôm nay có cô này gửi, hôm nay có cô kia gửi, có gửi bao nhiêu Dũng báo, rồi Dũng gom Dũng gửi về là giữa Dũng và các cô chú đó và ở bên Tiền Ngang qua cái tài khoản của Dũng đã từng sâu cho quý vị coi nha quý vị. Và những cái chi phí và thuế má về những cái khoản tiền mà quý vị Zelle giết hay là nhờ Dũng chuyển giùm thì Dũng chịu, chi phí gửi về $1.50 cho một trăm đô cứ gì mà nhân lên Dũng chịu. Thì khẳng định tới bây giờ không có một cái quỹ nào gọi là quỹ cho Thiền Am mà có cái USD bán thì có, không có cái quỹ nào mà để cho sửa nhà, sửa máy ngồi tôi mấy cái máy lọc vậy là không có nha quý vị. Rồi quỹ thầy bán nhà là đã đóng lại từ xa lắc xa lơ lâu lắm rồi thưa quý vị, những cái quỹ nào đó là đóng cặp 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 gửi về xong định. Còn quý vị nào mà tự tìm tới là nhờ Dũng gửi 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 dùm thì Dũng chụp hình, Dũng nói tên thì Dũng gửi về cho cô Ngọc Linh đây, hôm nay cô này anh này chị này gửi, Dũng đưa ra cho những cái người đó luôn, đây em có gửi về cho cái lúc mà thầy Nhị Nguyên chưa có bị bắt cái gì thì Dũng gửi cho thầy Nhị Nguyên, của thầy Nhị Nguyên có chị Loan gửi cho thầy đây chụp hình rồi nha chị coi nha, vậy là đâu đó nó rõ ràng thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì quý vị gào thét lên là tiền quỹ này quỹ nọ thì ok cứ việc cứ việc nha, không có sao hết, cứ gào rú lên, cho nên hôm nay tôi phải mặc áo lông súc vật để tôi cái bởi vì cái thứ gì cứ 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 chọc cho phải cái lát tôi kể quý vị nghe đêm giờ câu chuyện cũng vui lắm vậy nha. Nhà vui nhất tôi vui nhất vui gì không? Sở dĩ anh muốn mặc áo lông thú là tại vì anh muốn show lên là coi như là con người anh là sang trọng quý phái. Tôi nói thật với anh, áo lông thú ở đây người ta có đầy nha, không cần phải đem ra khoe 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 khoang. Nói chung là dân mà người ở xứ lạnh người ta có áo lông thú mà. Ừ được, nếu mà như vậy thì anh cho rằng cái áo lông thú của anh là cái đồ súc vật, cho nên là bây giờ anh ẩn thân trong cái áo lông xô thú đúng không hả, để cho rằng người ta biết anh là cái loại súc vật đúng không, đừng có đá vào lái cho ai hết, và phải tự xét lại cái bản thân mình thử coi là như vậy có tốt hay không đó. Kính thưa cả nhà cứ nhìn thấy những cái sự việc mà của Tiến Dũng làm ra. À, và tôi nói ở đây là tôi nói bất cứ một cái thứ gì khi mà anh ta đưa ra một cái vấn đề gì, tôi hôm nay là tôi phải biết sợ cái con người này. À, một mặt hai ba bốn lòng quý vị, phải là một cái lòng con người ghê gớm đến mức độ đó ha. Cho nên tôi rút lại ở đây những cái điều anh nói ra hoàn toàn sai với sự thật, bởi vì sao, quỷ mà anh kêu và tự anh đặt tên là do nơi anh hết, không có ai đặt cả, thì khi anh mở quỹ ra người ta gửi tiền vô trong cái tài khoản đó, những cái nào lúc nào anh khép quỹ anh có nói ra rồi bao lâu rồi thì cái đó đợi luật pháp sẽ giải quyết đúng không. Còn những chuyện anh nói hôm nay chúng tôi nghe lỗ tai bên trái chạy qua lỗ tai bên phải là nó sẽ chạy mất, bởi vì sao, lời nói không có kiểm chứng mà.
thích nói gì nói rồi cười hề 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 với một thằng hề vậy thôi, có cái gì hay đâu. Tôi nói như vậy đó là anh đủ hiểu. Chứ còn cái dạng tôi thì không có nói giống như con Mỹ Phụng mà cái thứ mà đi bưng bô cho anh đó nha, là nó cái loại của nó là nó moi móc tận cùng cái đáy thùng rác lên, nó bỏ trong miệng đó rồi nó phun ra, chứ nó chẳng có là cái giá trị gì của một cái con đó hết. Thật sự mà nói là như vậy luôn đó. Thì cái đường live hôm nay Kim cũng khép lại tại đây quý vị. Mấy hôm nay Kim không có lên live được, tại vì nói chung là cũng có nhiều cái bận rộn quý vị đó. Thôi thì Kim khép lại đường live tại đây. Và nếu quý vị thích cái video này thì cả nhà hãy bấm like cho Kim, bởi vì video bây giờ nó cái kênh bây giờ nó cũng mất đề xuất đó quý vị. Đó, Kim xin cảm ơn quý vị rất nhiều và không quên chúc cho quý vị một buổi tối an lành, hạnh phúc bên gia đình nha quý vị nha. Kim xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị video sau nhé. Bye bye.